chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Mong các bạn nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để cập nhật những thông tin hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Trong video hôm nay mình chia sẻ cho các bạn để cập nhật thông tin về danh hài Hoài Linh. Trong những ngày qua các bạn thấy là lùm xùm vụ 13 tỷ với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nè. Và đồng thời là cái ập đến cho Hoài Linh có những điều bất lợi các bạn. Thực sự ra cũng rất là đáng trách đối với những người mà đôi khi giả mạo giấy tờ đó các bạn. Thực hư Hoài Linh vay 5 tỷ đồng để giải ngân số tiền từ thiện như thế nào, và đồng thời lộ thông tin mới nhất về đề nghị thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh, nào là nhà thờ tổ Hoài Linh bị đổi thành là trung tâm từ thiện 14 tỷ đồng trên Google. Đây là những thông tin thực hư như thế nào, xin mời các bạn cập nhật. Các bạn có biết không, trong xã hội ngày nay, trên mạng xã hội này rất là nhiều người lừa đảo tinh vi các bạn ơi. Họ có đủ cách đủ kiểu, đôi khi họ muốn nổi tiếng rồi họ lên họ làm những cái điều mà người khác không chấp nhận được và cũng không có thể nào mà ngăn ngừa được họ. Mà họ làm như vậy họ không sợ vi phạm pháp luật các bạn ơi, giả mạo giấy tờ rồi những cái tiền mà hóa đơn rồi những cái chuyển khoản vân vân, cái gì họ cũng có thể làm giả được các bạn, làm cho những người ta trong cuộc người ta bị mất uy tín nè, rồi bị danh dự của người ta nè, rồi những người mà nổi tiếng nè, nhãn hàng đó các bạn, họ tẩy chay nè, vân vân, nhiều điều mà làm cho người ta phải hết sức là khổ sở, gì những con người mà vô tâm và lừa dối cộng đồng mạng, rồi làm những cái điều mà thất thiệt cho những người doanh nghiệp, rồi những người mà ca sĩ, nghệ sĩ. Thực sự ra đôi lúc rất là khó có thể mà lường trước cái hậu quả những gì mà những người này chia sẻ trên mạng các bạn. Đôi khi những cái thông tin thật và thông tin giả mà mọi người cảm thấy là bây giờ không biết làm sao mà mở máy ra, mở mạng ra buổi sáng là thông tin giả hay thật nó lẫn lộn. Thì hôm nay vụ việc anh Hoài Linh cũng vậy, lộ thông tin là anh đi vay 5 tỷ đồng của một người đàn ông tên Mỹ đó các bạn. Thì những người đó qua xác minh tìm hiểu, những người trong cuộc họ hết sức là bức xúc các bạn ơi. Chiều ngày 2 tháng 6, ông Ngô Mỹ, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn đến Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an thành phố yêu cầu điều tra cái tội vu khống bôi nhọ ông sau khi trên mạng xã hội tung hình ảnh giấy vay nợ 5 tỷ đồng cho nghệ sĩ Hoài Linh vay, mà cái giấy đó được là lan rộng trên mạng xã hội đó các bạn. Cái điều này gây thất thiệt cho người bên vay và hạ uy tín của Hoài Linh đó các bạn ơi. Trong đơn thì ông Mỹ cho rằng ngày 2 tháng 6 trên Facebook cá nhân có tên là Thanh Duy đăng hình ảnh hợp đồng vay tiền giữa bên cho vay và bên đi vay, đó là nghệ sĩ Hoài Linh, kèm theo những cái thông tin là anh Hoài Linh đã vay tiền 5 tỷ đồng vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. Nè quý vị, giấy này giống y như giấy vay tiền cá nhân và công chứng tại phường, và có show những cái hình ảnh ra hả các bạn. Theo ông Mỹ thì tất cả những thông tin này là sai sự thật. Bây giờ ông Mỹ lên minh oan cho Hoài Linh hả các bạn. Đôi khi người ta nghệ sĩ làm hại cái danh tiếng như vậy đó, họ cũng không có muốn nói tới, mà để cho những người trong cuộc á, họ sẽ lên tiếng thay cho đó các bạn. Đây là một cái thông tin thất thiệt cho Hoài Linh các bạn ạ. Theo ông Mỹ chia sẻ thì thông tin này hoàn toàn bất lợi và sai sự thật, cho nên ông vô cùng bức xúc. Ngoài ra thông tin về ngày tháng năm của ông và số chứng minh thư đều không đúng, giả mạo. Tôi sinh ngày 1 tháng 2 năm 64, nhưng trong hợp đồng vay là sinh năm 1970. Địa chỉ nơi ở thường trú của tôi cũng không chính xác. Ông Ngô Mỹ nói, đồng thời cho biết sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân ông và công việc kinh doanh của gia đình ông. Tất nhiên rồi, những người mà đưa chia sẻ thông tin như vậy là phải là nghiêm minh trừng trị mới được các bạn ơi. Tự nhiên muốn nổi tiếng hay sao mà làm giả những giấy tờ thông tin như vậy, rồi là không sợ vi phạm pháp luật các bạn ơi. Những người này điếc không sợ súng vậy. Ông chia sẻ thêm, tôi rất mong Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra để làm rõ động cơ mục đích Facebook tung tin sai sự thật. Trong khi đó, hợp đồng vay tiền ghi ngày 28 tháng 5 năm 2021, ngoài việc có chữ ký của hai bên, ông Ngô Mỹ và anh Hoài Linh là được xác nhận của Phó Chủ tịch phường, ký xác nhận kèm theo dấu mộc đỏ.
Tuy nhiên, thông tin phóng viên tìm hiểu được từ Ủy ban Nhân dân quận 7 thì bà Tờ đã chuyển công tác khỏi phường từ nhiều tháng trước, cho nên việc này là hoàn toàn sai sự thật hả các bạn? Trao đổi với phóng viên thì đại diện của Hoài Linh cho biết hợp đồng vay tiền là giả mạo, phủ nhận việc Hoài Linh vay nợ giải ngân từ thiện cho bà con miền Trung như mạng xã hội đã tung tin. Cái điều này hết sức là thất thiệt, đáng lẽ ra cái người này là bị thưa kiện nè, để xem tình tiết như thế nào hả các bạn. Rồi pháp luật sẽ trừng trị bạn này các bạn ơi. Các Facebook đã lấy chữ ký của Hoài Linh ký tặng người hâm mộ, sau đó scan qua đơn để hạ uy tín, bôi nhọ nghệ sĩ. Làm việc này chi vậy ta? Những người này đầu óc không bình thường hả các bạn ơi. Đôi khi những cái thông tin mà sai sự thật như vậy mà dám gán ghép như vậy, để cho rồi một ngày nào đó mình vi phạm pháp luật rồi mình mới ngã ngửa ra các bạn. Và bên cạnh đó thì những cái thông tin mà lộ giấy tờ đề nghị thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh đó các bạn. Sau đây mình chia sẻ cái thông tin này xem coi sự thật nó như thế nào hả các bạn. Mấy người này biết không sợ súng các bạn ơi, chờ nước đục thả câu. Hoài Linh đã bị là vụ lùm xùm 13 tỷ rồi, anh đã khắc phục hậu quả của anh là anh đi trao tiền miền Trung rồi. Bà con nhân dân mọi người cũng lên án, và đồng thời anh cũng biết cái lỗi lầm của mình, anh đã sửa sai. Rồi bây giờ những cái gì anh sai thì chúng ta phải chấp nhận cho anh sửa sai. Còn những điều mà anh không có thì bây giờ tung tin như thế này thật là đáng trách. Và những người như vậy phải đề nghị pháp luật trừng trị thẳng tay các bạn ơi. Về việc lộ thông tin mới nhất, đơn đề nghị thu hồi danh hiệu nghệ sĩ của Hoài Linh như sau. Những cái thông tin này chia sẻ rộng rãi trên mạng làm cho những người hâm mộ rần rần quan tâm các bạn. Cụ thể là ngày 29 tháng 5 trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một tờ đơn cho là gửi đi từ Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan tới nghệ sĩ Hoài Linh với nội dung là đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và cấm sóng các chương trình truyền hình xuất hiện của Hoài Linh. Mới đây thì cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao khi hình ảnh xác nhận văn bản đề nghị trên đã được tiếp nhận và đang trong giai đoạn xử lý. Theo đó, vụ việc này do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xử lý, khi có kết quả sẽ thông báo cho người nộp đơn. Mà thực tế thì việc này có hay xong quá. Những người này tự nhiên bây giờ là tung tin thất thiệt quá các bạn ơi. Khó mà tin tưởng được những người này và hành vi làm như vậy thực sự là hành vi vi phạm pháp luật. Việc tước danh hiệu đã được quy định rõ trong luật khen thưởng nha các bạn. Mà tước danh hiệu đâu phải dễ đâu các bạn. Đã được quy định rõ trong luật thi đua khen thưởng. Cụ thể là một luật sư có chia sẻ như sau. Điều 97 luật thi đua khen thưởng quy định: cá nhân được tặng khen thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật thì có thể bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ nha các bạn. Chứ không phải đơn giản đâu, đâu phải muốn tước là tước mà muốn cấp là cấp đâu các bạn. Phải thông qua sự đề nghị của Thủ tướng Chính phủ mới làm điều đó các bạn ạ. Và một vị luật sư cũng chia sẻ thêm là bên cạnh đó, tại khoản 1 điều 79 nghị định 91/2017 nghị định Chính phủ quy định cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự nè, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước. Ở đây có việc có tước danh hiệu hay không thì đó là cơ quan chức năng người ta vào cuộc. Còn mọi người tung tin thứ thiệt không các bạn, cái gì thì đúng, cái gì sai thì cho sai. Và đồng thời những gì hậu quả người ta làm sai thì người ta phải gánh chịu rồi. Như anh Hoài Linh thực sự đánh đổi 30 năm trời các bạn ơi, phải nói là trong phút chốc thôi. Cái điều này thực sự trong nghề nghiệp, trong cuộc đời của họ, họ cũng không bao giờ nghĩ tới cái việc mà họ phải đánh đổi như vậy trong một phút chốc lỡ lầm thôi. Đôi khi là cái việc ngâm tiền lâu quá như vậy, nếu mà anh Hoài Linh mà có ngờ trước cái việc xảy ra trong cuộc đời của anh như vậy thì chắc có lẽ anh không làm. Và cộng đồng mạng hiện tại thì cũng một số người người ta không có tha thứ được, cho nên cái đó là anh Hoài Linh phải đành chấp nhận thôi. Thứ nhất là bây giờ thiệt hại uy tín bản thân mình nè. Bây giờ mọi người fan hâm mộ hầu như là cũng giảm đi nữa, chứ bây giờ đâu có ai đồng tình hết 100% đâu các bạn. Nhiều người thì ủng hộ Hoài Linh, là thông cảm chia sẻ, nhưng nhiều người thì người ta đâu có đồng tình. Đó là cái quyền cá nhân của mỗi người ha các bạn, cũng không ép buộc fan hâm mộ hay là khán giả phải luôn lúc nào ủng hộ Hoài Linh. Vì tất cả những người nghệ sĩ người ta thương yêu, nhưng mà đôi khi những cái lỗi lầm đó người ta không tha thứ được thì chính người nghệ sĩ đó phải khắc phục hậu quả. Và mình phải làm sao để cho có cái lòng tin thương yêu từ quý vị khán giả chứ các bạn.
Nói chung lại là ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm với bản thân mình thôi. Bên cạnh đó là nhà thờ tổ của Huệ Linh bị đổi thành trung tâm từ thiện 14 tỷ trên Google như thế nào ha các bạn? Thì vừa rồi trên Google Maps cũng xuất hiện một cái địa chỉ có tên gọi là trung tâm từ thiện 14 tỷ các bạn ạ. Vị trí rất giống đền thờ tổ nghiệp của nghệ sĩ Huệ Linh. Theo đó, khi người dùng gõ từ khóa trung tâm từ thiện 14 tỷ sẽ được Google Maps trả về địa chỉ rất giống với đền thờ tổ nghiệp. Đặc biệt là địa chỉ mới có lượt đánh giá đã vượt quá 1.100, thậm chí còn cao hơn vượt đánh giá là 447 của địa chỉ thờ tổ nghiệp ban đầu các bạn. Điều này đã gây nhiều ngộ nhận rằng địa chỉ ban đầu đã bị thay đổi do là lượng người tương tác quá cao. Việc đó đã được thay đổi chóng mặt luôn các bạn. Ngoài ra, cộng đồng mạng còn liên tục đánh giá mức độ uy tín của nhà thờ tổ nghiệp trên Google xuống mức kỷ lục là 1,6 sao trên 5 sao. Tại ngày xưa đánh giá rất là cao các bạn, bây giờ là họ không có còn là yêu mến như ngày xưa nữa. Kèm theo đó là hàng ngàn lượt đánh giá 1 sao vì sự bức xúc của bộ phận dân cư mạng liên tục liên quan đến cái số tiền 13 tỷ đồng được Hoài Linh kêu gọi. Đây không phải là lần đầu tiên dân cư mạng Việt Nam làm loạn trên Google Maps. Và cũng cho biết thêm là vào năm 2016, khi cơn sốt là Pokemon bùng nổ đó, không ít người dùng thiếu ý thức đã tạo ra vô số các địa chỉ ảo, thậm chí là thay đổi vị trí của các địa điểm, trụ sở, trường học, nhà ga để nhận được các phẩm vật từ trò chơi đó các bạn. Cái điều này quá lắm rồi. Khi đó thì sự việc xảy ra không ít khó khăn cho đội ngũ quản lý của Google, thậm chí là đại diện bên Google Maps tại Việt Nam đã phải lên tiếng Facebook nhằm kêu gọi mọi người dừng ngay các hành động phá hoại bản đồ vì Pokemon vào năm 2016. Và cho đến ngày nay thì cái việc mà địa chỉ nhà thờ tổ Hoài Linh đó được đổi tên là trung tâm từ thiện 14 tỷ đồng, cái điều này hiện tại là Google Maps cũng đang quan tâm và đang xử lý ha các bạn. Đâu phải thấy là nhà sập bìm bìm leo đâu các bạn. Cái gì đúng thì cho người ta đúng, cái gì sai thì cho sửa sai. Còn các bạn là tiếp tay mà đi sai thông tin sự thật thì chắc có lẽ là pháp luật sẽ trừng trị các bạn thôi. Nào là làm giả giấy tờ, nào là hạ uy tín người khác. Cái điều bạn làm để làm gì? Mục đích của các bạn để làm gì? Để rồi mai mốt bạn sẽ nhận hậu quả trước pháp luật ha. Xin phép các bạn mình khép thông tin lại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi để cập nhật những thông tin mới. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.